Chào cả nhà nha. Dạ con kính chào quý ông bà cô chú anh chị và tất cả các bạn yêu mến kênh miền Tây quê em An Giang nha. Dạ hôm nay thì cả nhóm mình rất là vui. Dạ thì sau cái đợt dịch te tua tơi tả thì nhóm mình hiện tại thì còn được là 17 thành viên trong nhóm nha. Rồi có một số bé đó là do cái sự học trở lại đó cho nên mấy bé không có tham gia nữa. Dạ thì hôm nay đó thì mình cũng có nhận một cái số tiền của một anh xin phép được giấu tên ở bên là Hastan. Anh có gửi cho mình đó là nhờ mình mua cái những cái bảo hiểm y tế cho mấy bé trong nhóm. Rồi cái phần tiền còn lại thì thay mặt anh để trao cho trong nhóm nha. Thì trước tiên đó thì em trao tiền và bảo hiểm cho mấy bé thì cho em thay mặt nhóm gửi lời cảm ơn đến anh rất là nhiều và luôn luôn cầu chúc cho anh cùng gia đình luôn luôn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an và may mắn đến với gia đình anh nha. Dạ rồi hôm nay mấy đứa nhỏ nè có thẻ bảo hiểm rồi sao, thấy vui không? Dạ vui. Cho anh chàng pháo tay đi. Là trong nhóm mình đó là có hiện tại thì là còn bé An, bé Ngân với bên đây thì ba bé nhỏ. Bé Tiên thì thuộc về hộ nghèo cho nên là bé Tiên bảo hiểm là không có tốn tiền, bé Tiên chỉ nhận tiền thôi. Còn cái sự học hành đó thì bé Tiên thì cô cũng có Mạnh Thường Quân bên chị Cẩm giúp rồi phải không? Dạ. Giúp hàng tháng hay gì? Dạ hàng tháng. Ừ vậy là đỡ lo phần đó thôi. Mất lo đựng đứa không. Rồi vậy là còn đa cây ba bé đó là gồm bây giờ thôi đây tấm nhìn trong cái phiếu nè, tấm đọc từng tên luôn. Trong đây thì mình có mua bảo hiểm y tế là biên lai, cái đây là biên lai thu tiền là gồm là 6 bé trong nhóm. Thì đầu tiên là Lê Thị Kim Chi, bé nào giơ tay lên đây. Lê Thị Kim Chi, má chị truyền qua cho chị con. Cảm ơn anh con ơi. Cảm ơn anh, chúc anh nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, tiền giao dưới nước. Mấy bé nhỏ này gọi anh chú gì cũng được. Tấm thấy gọi chú đi thích hợp hơn. Ba bé nhỏ đó. Ba bé nhỏ gọi chú đi nha con. Cảm ơn chú đi. Phạm Thị Thúy An. An là học lớp 9A1. Dạ. Dạ em cảm ơn chú. Chúc chú có một ngày sức khỏe, vui vẻ và thành công trong công việc và cuộc sống ạ. Ngô Thị Bích Ngân, lớp 9A1. Dạ, con cảm ơn chú, chúc cho chú có học nhiều sức khỏe luôn, thành công cho công việc. Đây là biên lai, tấm đã đóng tiền xong rồi nha. Rồi bên phía nhà trường họ sẽ tiếp theo cái bảo hiểm mấy đứa đó. Nhưng mà cái phiếu này phải giữ lại. Lê Thảo Nguyên. Nói chuyện lớn lên con. Dạ, con cảm ơn chú, con với chú học nhiều sức khỏe, thành công công việc, lắm cuộc sống, sống lâu trăm tuổi. Dễ mẻ không già. Dễ mẻ không già. Lê Trúc Phương. Không. Nhà hả? Ủa, nhà trong giấy tên Lê Trúc Phương hả? Lê Trúc Phương, tên đẹp quá. Cảm ơn chú, chú có nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, tiền dư dưới nước, sức khỏe phát lộc. Phạm Phát Hiển. Đâu phải không? Phải công tử. Rồi, nè, anh ta lại cảm ơn chú đi. Nói gì con cảm ơn chú. Chúc chú thơ lớn lên. Chúc chú có nhiều sức khỏe. Gấp 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 gấp. Làm ăn phát tài phát đạt. Làm ăn phát tài phát đạt. Con hứa sao cố gắng học giỏi. Không được lì nha. Lì là chú lấy lại đó. Nghe không? Dạ. Không được lì với chị Ngọc. Dạ. Nó mới ngủ dậy hay vậy? Dạ. Ngó ở đâu hùa. Hiển năm nay học lớp mấy? Mình có trang lại, mình có trang lại. Năm nay nó học lớp 1 phải không? Dạ. Đeo trang vô. Ờ, đeo vô hồi tao. Thấy ngồi đó không? Út ngồi kìa, thấy không? Thấy Út ngồi. Dạ, thì sau đó thì cái phần còn lại đó là mình sẽ thay mặt anh trao tiền nha. Trong đây thì là có 7 người, 9 người, qua mắt. 9 người là mỗi một người nhận là 1.500.000.
Còn 8 người còn lại đó thì nhận là mỗi một người là 700 ngàn nha. Rồi bây giờ là thì trong cái thời gian dịch vừa qua và những cái lần thiện nguyện đó thì có mẹ của bé Ngân là Tiết Em có hỗ trợ tiếp trong nhóm mình, với đó là chị Chính, chị Chính là bà xã của anh Chính. Nói cũng có hỗ trợ. Không biết tên, chỉ tên gì luôn. Tên Trúc. Tên Trúc hả? Trúc. Chỉ biết kêu chị Chính thôi chứ không biết tên. Bây giờ con chào cho cha với má trước đi ha. Thì những người có tên mà nhận 1,5 triệu nè, con đọc lên đi, lỡ mà có trao tiền lộn thì ý kiến lên. Ông ngoại, bà ngoại, Tấm Tiết, Ngọc, Giang Lớn, Ngân, An, anh Chính, Bình. Rồi Ngân có dư trả lại, còn thiếu rồi đòi. Là danh sách đó là 1,5 triệu á. Vậy con trao cho cha đi trước đi. Nè cha. Thiếu rồi, 1 triệu. Còn cố tình nữa cha. Rồi con cha nó còn thấy được không? Cháu trai nha. Để hỗ trợ cái bệnh dịch dù có ai nữa đó. Cảm ơn nha cháu ạ. Dạ. Thì không có biết tên gì nói. Dạ, giấu tên. Thì suốt cái thời gian nghe chú gì được rồi. Dạ. Suốt thời gian qua cha không có đi lãnh thuốc bảo hiểm được, phải mua ở ngoài. Thì bây giờ cái anh này hỗ trợ tiền thuốc cho cha. Rồi bên đây là kế là tới má cầm em á. Cảm ơn chú đi em ơi. Cảm ơn chú đi. Nghiệp sức khỏe. Nè cô má nè, 1,5 triệu 3 tờ đó, kiểm lại. Ừ. Rồi đủ ha. Đủ rồi. Tới thằng Giang bảo giao không được thì thôi. Rồi tới anh Giang nè, 1, 2, 3 tờ. Anh cho tôi. Em cảm ơn anh, chúc anh thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Ngọc nè. Dạ. Anh luôn. Dạ anh ơi, em cảm ơn anh rất là nhiều nha. Em chúc anh với lại gia đình của mình nhờ và sức khỏe, gặp được nhiều may mắn, thành công trong công việc lẫn cuộc sống nha. Chuyện miết nói tiếp à. Nè, 1,5 triệu hết á. Dạ con cảm ơn chú, chúc cho chú có thật nhiều sức khỏe luôn, đã luôn cười trên môi. Tái xuất giang hồ, nụ cười trên môi lại hả? Dạ con cảm ơn chú, con chúc chú có thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và gặp được nhiều may mắn. Nè chuyển qua Úc không con? Tân Bình. Tức em không có trong danh sách này hả? Tân Bình. Rồi, em cũng xin cảm ơn anh hỗ trợ số tiền trong thời điểm dịch bệnh. Chúc anh được nhiều sức khỏe, thành công trong công việc nha. Anh Chính gọi là cảm ơn luôn đi rồi em đưa cho chị Chính. Đây, cảm ơn em cha anh nha. Chúc khi anh cha nhiều sức khỏe. Nè chị Chính nhận giùm anh Chính 1,5 triệu luôn nè. Em xin cảm ơn anh luôn. Hỗ trợ rồi bây giờ tới 8,5 triệu rồi 8. Cảm ơn anh rất là nhiều, em chứ lộn, em cảm ơn anh rất là nhiều và chúc cho anh luôn luôn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn may mắn trong cuộc sống nha. Dạ đây là phần của em, mình bỏ vô đây. Rồi bắt đầu tới mấy bé nè, tới mấy bé là 8 bé nè, 8 bé nhận 700 ngàn này nha. Có bé lớn nè, bé lớn chị Chính. Chị Chính, Tiết Em, Ngàn, Tiên, Thảo Nguyên, Tường Vi, Biên Xu rồi. Và mỗi bé này là 700. Này tiền lẻ không hả ta? Hai. Có giờ nặng rồi đó. Đem cho nó đi. Để đổi tiền này đi. Đó từ từ dạ. Nè cho chị Chính trước đi. Chị Chính 700 nè, chuyện lên cho. Vì em cũng cảm ơn anh đã tài trợ cho em trong mùa dịch này được 700 ngàn. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh có nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống lẫn gia đình luôn nha anh. Rồi tới thì em 700 nè. Thì em cảm ơn anh đi. Dạ em cảm ơn anh luôn anh ơi. Không biết nói đâu. Rồi bây giờ tới thằng Bi. Bi Bi 700 để mua đồng phục thì những cái gì chuẩn bị để vô học nha không? Dạ đi cưng.
Dạ. 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 Nó nghe nè, có điều gì muốn nói không mà sao kỳ quá hả? Hả? Có điều gì muốn nói không? Còn say ngủ. Không hả? Cho mình thấy làm sao? Còn say ke gì vậy? Cảm ơn chú. Mới ngủ dậy. Sáng 9 10 giờ mới thấy được. Nay thì 5, 6 7. Nè chú gửi tiền cho con mua đồng phục đi học nha không? Đúng rồi. Rồi con cảm ơn chú đi. Nó lớn lên, nó lớn lên con cảm ơn chú rất nhiều. Giỏi, nghĩ giỏi mà. Mắc cỡ gì? Không cảm ơn, tao lấy tiền lại đó. Cảm ơn xong mới được nhận tiền. Cảm ơn con. Cảm ơn nó lớn lên. Giỏi. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Giỏi quá, giỏi rồi. 1 2 3 4 5 6 7. Tới Tiên. Tiên nè, Tiên á thì này Tiên thì dụng cụ đầy đủ trơn rồi, bây giờ về trao cho con tiền ăn bánh đi. Dạ. Con cảm ơn chú, con chúc chú học nhiều sức khỏe, không qua trong tổ thành công cho con về lỡ còn sống. Thảo Nguyên, mua sách vở đồng phục nha con. Dạ. 700 này đó, còn bảo hiểm thì có rồi đó. Dạ, con cảm ơn chú. Trộn vậy? Dạ, con cảm ơn chú, chúc chú có hình nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, tiền vô di nước. Nè 700 của nhà là con truyền lên cho nhà. Cảm ơn xong nhưng mà chưa có tiền á. Con cảm ơn chú, chú nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, tiền vô như nước. Dạ. Ê, chuyền lên nè, tiền 700 từ Vi nè. Rồi còn thiếu ai nữa không ta? Còn Su. Còn Su. Còn Su nữa. Rồi chuyền mấy xuống đó. Còn anh gửi cho bé Su là 700 để cho bé mua dụng cụ để mà bé vô mẫu giáo. Và em thay mặt bé Su gửi lời cảm ơn đến anh rất là nhiều nha. Và chúc cho anh luôn luôn thật nhiều sức khỏe. Và rồi trong giáo mình còn thiếu gì không, còn sót gì không? Hết rồi, đâu còn nữa mà. Đủ rồi, ai cũng có tiền chứ, phải không? Bảo hiểm thì nhận 6 thẻ rồi, phải không? Dạ. Thì em cũng xin tổng cái số tiền đó là em mua bảo hiểm với trao luôn. Thì mua bảo hiểm thì mỗi một bé như vậy đó là còn mấy chục đồng nữa là 564 ngàn. Kiểu như mình tính tròn cái số tiền là 564 đi, tại nó còn có mấy chục đồng kia hả. 564 mà 6 thẻ bảo hiểm là 3.384.000, cộng với 13.500 là trao cho người lớn mỗi một người đó là 1.500.000, cộng với 5.600 là trao cho 8 bé nhỏ với có 2 bé lớn. Dạ thì tổng cái số tiền đó là em trao đó là 22.484.000. Dạ thì cuối video cho em thay mặt nhóm gửi lời cảm ơn đến anh lần nữa. Dạ. Chúc cho anh luôn luôn may mắn và bình an trong cuộc sống nha. Và cho mình gửi lời cảm ơn đến quý bà cô chú, anh chị và tất cả các bạn rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng kênh Miền Tây Quê Mang Giang nha. Dạ mình xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau nha. Bye bye.